nên hôm nay là 30/29 Tết rồi, thì mình chuẩn bị về quê. Thì mình có một bộ nhôm xịt dễ trên con xe R15 của mình. Thì đây là cách mà để anh em có thể tiết kiệm để tận dụng lại cái cọng sơn cũ đang bị chết mắt mà không cần phải sơn mới. Thì làm như thế nào các bạn cùng theo dõi với mình nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tháo ra cái phe và một cái mắt ở đây, một cái mắt khóa lại ở đây. Thì trên một cọng sơn sẽ có một cái chỗ có phe như nè. Quay quần gần lên. Cái phe này và dùng kìm các bạn đẩy cái phe này ra để phe an toàn ra, rồi các bạn nảy cái phe này từ đây ra ha, rồi xong các bạn sẽ rút ra và sẽ tách từ cọng sơn làm đôi. Rồi mình sẽ rút cọng sơn này ra ngoài. Rồi, ok không? Rồi thì bây giờ cọng sơn này có một số chỗ nó chết mắt như vậy đó ha. Hôm bữa là mình tăng sơn mà có một số chỗ chết mắt, thì bây giờ mình sẽ vệ sinh đó và mình tận dụng nó bằng dầu hôi. Bây giờ mình sẽ đi mua dầu hôi về mình rửa cọng sơn này để xem mình có thể sử dụng nó được là được bao lâu ha. Rồi ok, bây giờ mình đã mua dầu hôi về rồi, bây giờ mình sẽ cho vào một cái thau, cho bộ dĩa một cái thau, bộ sơn một cái thau, mình sẽ chế dầu hôi vào nha. Chế vừa ngập cọng sơn thôi, tầm khoảng gần lít đấy. Rồi sau đó mình sẽ và một cái bọ sắt đầu dễ xin em. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình làm này luôn nha. Rồi thì để một số chỗ nó chết mắt, mình sẽ lấy kìm mình bắt đầu mình bẻ ra cho nó đỡ chết. Sao ta làm sao cho nó hết một cọng này bây giờ. Cái cọ quẹt anh. Cọ cái này hả? À, mình rửa sạch cho nó hết đi. Rửa sạch hết cổng sơn rồi chỗ nào chết mắt mình xử lý sau. Ok. Đó, lo tư vấn của bạn kỹ thuật viên nha. Đó, cho cái này, rửa nó ra nè. Rồi mà bạn thấy không? Nè. Cổng sơn của mình bị xét hết rồi nha. Nó xét nhiều lắm á. Rửa nó sẽ ra hết mấy cái chất bẩn. Dầu hôi thì công dụng của nó là để xử lý nhớt. Nó sẽ tẩy nhớt ra và nó cũng sẽ tẩy luôn cái chất bôi trơn cho cọng sơn, cho nên là khi mà mình rửa bằng dầu hôi kiểu này nó sẽ dễ bị hết mấy chất bôi trơn ở chính giữa cái con lăn á. Thì sau khi mà mình vệ sinh xong mình sẽ buộc phải dưỡng sơn lại, rồi nếu không dưỡng sơn nó sẽ bị xét nha, dẫn tới luôn cọng sơn á. Hồi đó mình có làm với con khu chờ một lần rồi, mình đi lấy dầu hôi với lại R7 và mình vệ sinh đó, vệ sinh sáng chân luôn. Thì sau đó mình không có dưỡng sơn, 2 ngày sau tự nhiên nhìn lại cọng sơn đỏ lòm là nó bị xét hết trơn rồi nha. Đó thì hôm nay mình sẽ vệ sinh đó và mình sẽ dưỡng sơn chứ không có chơi ngu lần trước nữa, chơi ngu hết lần à. Rồi chào cho nó sạch nha. Thì lẽ ra là mình sẽ thay cọng sơn này nhưng mà nghĩ là cũng là một chủ đề hay, cho nên mình sẽ quay một cái video để mình tận dụng lại cọng sơn này coi xem sao. Hết tiền hả? Hết tiền là cái chắc rồi, có bao giờ có tiền đâu mà hết. Rồi đó, được một mặt rồi ha, tương đối nó sáng hơn rồi. Giờ mình sẽ rửa mặt còn lại. Các bạn thấy không, mới rửa chút xíu mà cái nước đen thùi nè. Đó rồi. Quá đen luôn, xét hết trơn rồi nè, trong này bị xét hết trơn rồi nè, nó xẹt luôn. Hôm nay cọng sơn này mình xài cũng lâu lắm rồi, từ hồi mình mới mua xe lại của chủ cũ xài tới bây giờ luôn á, là lúc mà mua là gần 20.000 cây, bây giờ mình xài tới 25-26.000 cây rồi, cũng được gần 6.000 cây rồi, mình chưa có thay bộ nhôm xịt dĩa này luôn. Nhưng mà là bộ này bào hết mức có thể luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái kèm nữa mình xử lý phần chết mắt ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi bẻ ra mấy cái mắt này, chỗ mắt nào chết thì nó sẽ có dầu nhớt thì nó đỡ ha. Rồi mình không biết mắt nào
mắt là chết đâu, để lại thôi. Giống nó chết hết nguyên mắt luôn. Hình như chết hết nguyên cọng rồi. Có dầu vô nó lít lại. Dầu vô lít lại đúng rồi. Mình rửa này xong rồi xíu nữa mình còn phải đi ngâm nhớt nữa. Rồi, ha. Ok. Mình có bao tay cho mình sẽ tạm thời mình dùng tay cho nó nhanh. Thì lâu quá. Nè, cái này dính nè, dính ghê lắm. Nó hết nó chất qua trơn rồi, một hồi mình sẽ ngâm nhớt lại cho nó có nhớt vô lại. Này chỉ để rửa sạch thôi. Trời nó cứng nè. Bởi tại sao bình thường tăng sên, đạt tăng sên nó bị nhảy là phải. Về không nhảy mới lạ. Mày chết. Thường anh em mà đi xe mà thời gian lâu quá mà tăng sên mỗi lần vô sinh dùng là đi tăng á. Mà sợ nó hay báo thì nhảy sên nó đây. Đó, đó. Này nè. Có nhiều mắt nó chết á, mà nó nhảy nó nhiều sên. Đó. Làm ra sên khi mình quay bánh á, cái nó chạy lên và xuống, chạy lên và xuống rồi này. Do mà nè 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 chỗ này được. Nè. 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 Mắt nó chết rồi nè, thấy không? Nó mắt chết rồi, nè đó nó nhảy ra nè. Đó. Là nó bị rỉ sét ở trong rồi. Cái này là do lúc mà mình sử dụng á, một là mình ít có vệ sinh nó, mình không có chăm sóc nó bằng dưỡng sên với lại rửa sên thường xuyên thì nước mưa vào nó sẽ làm rỉ sét rồi nó không có ma đây nè, chỗ này nè. Không có ma sát tốt nữa, nó bị cứng ngắc nè. Rồi một phần nữa là khi mà cái sơn nó tới tuổi á, tức là dẫu mình có vệ sinh đi nữa thì tới một tuổi rồi đó thì nó cũng thấy chết thôi. Thì mình lúc đó mình nên thay cọng sơn đi. Nè, trời các bạn thấy nè, nó vàng khè trong luôn. Nè, mắt nó chết rồi không? Nè, chết nè. Nè, nó chết nè, nó không gấp được nè. Nó không ăn nè, đó. Thì mình sẽ cho nó mày kìa. Lúc mà mình quay cái mắt nó bắt đầu nó nhả cái sét ở trong đây nè. Tức là cái mắt này đã bị sét ở trong trước rồi. Tức là trong sên của mình cũng tới lắm rồi. Rồi hết một cọng. Đó thôi. Chứ cọng này mình tận dụng lại thôi chứ không có cách nào nó như sinh mới được hết á. Rồi hết ha. Rồi mặt cuối chết. Rồi xét luôn các bạn ơi. Xét luôn. Rồi cọng sinh của mình nha. Đây. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chắc rửa lần nữa không nè, hay là rửa một lần thôi. Hả? Rửa một lần hay rửa hai lần? Rồi vậy là được rồi. Bây giờ anh đem ra lấy máy xịt nước á. Ừ. Xịt cho nó văng hết dầu, nói chung là nó văng luôn cái đất. Tại sao thường trước khi mình rửa xe mình xịt dầu theo lên để cho nó ngấm vô, rồi mình ra rửa xe là đặng xịt cái văng à. Văng thì hết thì anh cứ xịt đi, xịt xong bỏ vô thùng xà bông à. Lấy xà bông sạc, okay. Sạc xong lấy súng gió xịt xong bỏ vô ca nhớt ngâm nhớt, ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa nước rồi xong mình rửa xà bông và sau đó mình sẽ ngâm nhớt lại ha. Rồi bây giờ mình mới vừa rửa nó với súng áp lực xong thì có vẻ nó khá là sạch rồi ha. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào cái rồi bỏ vô nha. Kêu bỏ đi có gì chịu chưa à, ok. Rửa với xà bông cho nó sạch ba cái nhớt và cái dầu thì bây giờ mình sẽ rửa lại với nước rồi mình sẽ bỏ vô mình ngâm nhớt. Rồi bây giờ mình mới vừa xịt hơi xong ha. Bây giờ mình sẽ đi ngâm nhớt cọng sên này. Rồi bây giờ mình mới vừa bỏ cái cọng sên của mình vô cái thùng nhớt cũ ha. Thì
nhớt cũ đối với máy thôi, nhưng mà với sên thì nhớt này còn dùng ngon lắm. Đó thì đây, đã đây là một cái video để các bạn tận dụng lại đồ cũ còn xài được, cho nên là mình sẽ tận dụng lại nhớt cũ luôn. Thì coi như là một cái mẹo vặt để các bạn ngon bổ rẻ mà các bạn vẫn có được một cọng sên mượt mà xài. Rồi, dùng cái cọng dây quấn vô đây, mình thả vào thùng nhớt cũ nha. Rồi, ok, mình thả vào đây khoảng 15-20 phút. Rồi, và đây là cọng sên của mình. Sau khi mình đã ngâm nhớt khoảng 15-20 phút ha, thì nó sẽ như vậy. Cái hiện tượng mà chết mắt sên nó đỏ hơn nhiều rồi đó. Hồi nãy là nó ngắt luôn, còn giờ nó tươi nó ổn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cọng sên này. Rồi, ok. Và mình đã vừa gắn xong cọng sên lên đây, lên xe của mình. Bây giờ mình để máy thử sao nha. Khá là ok đó mọi người ơi. Nó không có được ngon lành cọng sên mới, nhưng ít ra thì nó cũng sẽ êm ái được phần nào. Nó vẫn có những điểm chết mắt nó nhảy ra nha. Đó thì cái này chỉ để tận dụng xài lại thôi, còn nếu mà cách cứu nó thì cứu tới đây thôi, không có cách nào cứu hơn nữa đâu. Đó, các bạn muốn nó hết chết mắt thì bắt buộc nó thay cọng sên mới thôi. Một cái mắt mà nó giãn nhiều, một mắt giãn ít thì nó sẽ không có đều lúc mà nó vô cái vòng cái đường cong của cái trong á, thì cho nên là sẽ tạo chi phí nha. Hết là phải thay cọng sên mới thôi. Ok, thì với một cái phương pháp mà các bạn dùng dầu hôi các bạn tự vệ sinh và nhớt cũ thì gần như là không tới 10.000 bạc và bỏ tiền công ra làm, các bạn sẽ có một cọng sên hôm nay ở mức trên trung bình, khoảng chừng khắc phục được khoảng chừng 60-70% thôi. Còn nếu mà muốn ngon lành thì vào một cọng sên mới tại tiệm sửa xe 12, liên hệ cho mình hoặc là liên hệ cho số điện thoại của 12 thông qua số 0902244701 ở số 85 Nguyễn Hữu Vật, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Gì ba? Tao về nó cắt cái đoạn đó ra. Quá ghê quá.